và vị trí xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với channel của vị chú hôm nay ngày 24 tháng 5 2020 ngày mai là ngày Memorial Day ngày đức là ngày chiến sĩ trận vong ở Hoa Kỳ và vụ xin chào, mến chúc các quý anh chị một kỳ nghỉ vacation ở trong nhà hoặc là ra ngoài thì cũng an toàn giữ wear smart và cũng giữ social distance vì Hoa Kỳ vẫn đang có số lượng coronavirus tăng hôm nay tăng gần 20.000 case mới về coronavirus ở Hoa Kỳ bây giờ chúng ta coi lại cái tình trạng coronavirus ở thế giới và tại Mỹ như thế nào ở thế giới thì đã có 5 triệu 437.199 ca nhiễm bệnh và 344.556 ca tử vong tại Hoa Kỳ đã lên đến 1 triệu 669 558 ca nhiễm bệnh và 98.746 ca tử vong đã lên gần đến 100.000 ca tử vong hơn với số, dự đoán của Tổng thống Trump và Brazil một đất nước à, nằm dưới ở châu Nam Nam Mỹ ở phía dưới của Mỹ đã vượt lên vị trí thứ hai. Mà Brazil một là một đất nước rất là thoải mái về cuộc sống, cũng như ông tổng thống của Brazil cũng không, ông không cũng không từng đi biểu tình để chống những cái cuộc cấm đi ra ngoài của những cái thống đốc ở địa phương, mà ông cũng hòa nhào về những biểu tình về những cái lệnh cấm đó. Bây giờ Brazil đã lên đến 349 ca. 349.113 ca nhiễm bệnh và có 22.165 ca tử vong. Tại Nga, mặc dù Nga là một đất nước là khi mà có coronavirus bùng nổ thì họ đã chặn cái biên giới và hạn chế những cái cuộc nhập cảnh vào Nga. Nhưng bây giờ Nga cũng đã lên đến 344.481 ca nhiễm bệnh và tỷ lệ tử vong là 3.541 ca tử vong không rõ là y tế của ca nga rất là cao hay sao mà tỷ lệ tử vong rất là thấp các bạn thì chỉ có 3.541 ca tử vong thôi tại việt nam thì chưa có ca nhiễm bệnh mới tại california thì thống đốc Gary Nelson cũng chấp nhận cho những yêu cầu của địa hạt Orange County và mở ra cái phần 2 là những cái nơi mua sắm và ăn uống trong những nhà hàng có thể mở cửa được nhưng mà phải giữ cái vệ sinh an toàn cũng như giữ cái khoảng cách trong cái trong khi vào ăn uống nó rất là nhiều cái cái quy định nên đôi khi nếu mà nhà hàng mở ra thì uh, nhiều nhiều lúc uh, khách cũng không có vào không có vào nhiều vì họ cũng lo lắng cái sức khỏe cũng như cái uh, không có an toàn. bản tin thứ hai là một cái uh, tại tiểu bang Missouri một người làm tóc nhiễm virus corona và đã làm lây cho 84 khách hàng và 7 đồng nghiệp. Tại tiểu bang Missouri, một người làm tóc và đã tiểu bang Missouri đã cho mở cửa làm tóc và đã cái người làm tóc này đã đã uh, vô tình nhiễm coronavirus ở một nguồn nào đó và vô tình làm nhiễm cho gần đến là 90 ng 90 ngàn người khác bao gồm hành khách và những người là cùng làm trong cái cái tiệm tóc đó và có khả năng sẽ lây lan qua rất là nhiều một bản tin của trang uh, Politico, một trong những bản tin uy tín của ở Hoa Kỳ uh, có lời uh, khen tặng Việt Nam. Việt Nam là một đất nước có best performance, làm có cái cách là uh, chữa trị và uh, kiềm chế cái coronavirus hiệu quả nhất thế giới. Là, là vì Việt Nam hiện giờ không có ca nhiễm mới và cũng không có ca tử vong Việt Nam và báo này có lời khen tặng Việt Nam là à, ứng phó với coronavirus được loại là hàng đầu tốt hàng đầu thế giới về bản tin về những cái gói cứu trợ mà những à, cô chú, anh chị không có nhận được cái gói cứu trợ à, đợt 1 lần 1 nghìn thì Thì à, Bên à, sở thuế sẽ thay vì gửi deposit vào à, Vì họ không có thông tin à, tài khoản cá nhân Cũng không có thông tin à, về trước về thuế Nên họ sẽ không có deposit vào cái tài khoản cá nhân Cũng không có gửi chat về được Thì họ sẽ gửi cái À, cái thẻ debit trả trước là họ sẽ à, cho cái thẻ đó thì có 1 2 trong đó thì à, họ sẽ gửi về trong trong tuần tới cho những người mà chưa nhận được thì khoảng 4 triệu người chưa có nhận được cái cái gói của trợ đầu tiên nên à, trong tuần tới à, Sở thuế sẽ gửi ra cái debit card này cho những người chưa nhận được khoảng 4 triệu người cảm ơn các bạn đã coi, đã xem tin tức ngày hôm nay. đây là những tin tức à, nóng hôm nay. cảm ơn các bạn đã theo dõi. À, xin chúc à, một ngày ngày mai là ngày à, chiến sĩ cầm vong, một ngày à, lễ bên gia đình và giữ à, vui vẻ và giữ khoảng cách an toàn dù sao thì à, à, những ít, về những cái tin chính từ chính trị có thể nó nó nói uh, là coronavirus nó không ảnh hưởng uh, Không có lây lan hay ảnh hưởng gì Chúng ta phải cẩn thận Cũng phải giữ gìn sức khỏe Cũng cẩn thận khi nếu ra ngoài Thì vẫn giữ khoảng cách social distance Và giữ và mang cái mask Cái khẩu trang để giữ an toàn cho chính mình nha các bạn Cảm ơn các bạn đã theo dõi